Cải táng hay bốc mộ sang cát là một phong tục lâu đời của nước ta, thể hiện cái tâm của người sống với người thân đã khuất. Có thể trước đây người ta tâm niệm do lúc cha mẹ mất, nhà nghèo nên con cái không sắm được quan tài tốt để an táng. Sau một thời gian dài, sợ quan tài xấu, hài cốt cha mẹ bị hư hỏng nên con cái cải táng cho cha mẹ một lần nữa để giữ chữ hiếu. Theo phong tục, người mất sau 3 năm thì cải táng, cũng là lúc con cháu mãn tang, tức là hoàn toàn hết để tang vong linh. Vì thế, việc cải táng thường được tiến hành sau 3 năm chôn hung táng. Phong tục cải táng khởi nguồn từ thời kỳ Bắc thuộc, khi quan lại và thương lái Trung Quốc chết tại Việt Nam mà gia đình có nhu cầu đưa xương cốt họ về quê nhà. Về sau thành lệ, thành phong tục, chủ yếu ở miền Bắc nước ta. Do thổ nhưỡng ở đây phần nhiều là đất pha cát phù sa, sau khi chôn người chết xuống, phần nhiều là tiêu hết thịt, thậm chí có chỗ đất còn hao cả xương, nếu không cải táng thì chỉ còn đất, mà cát phù sa thì bẩn nên phải tắm rửa thay áo. Trong khi đó, gỗ áo quan chôn trên đất này nhanh hỏng hay sập phán thiên, bởi mùa lũ thì đầy nước mà mùa cạn thì khô, mối lại hay tụ tập trên chỗ đất cao, mồ mả hay cao hơn ruộng nên hay xông vào áo quan. Thời gian tốt nhất trong năm để tiến hành cải táng là từ cuối thu đến trước ngày đông chí của năm. Phải nhờ thầy phong thủy xem tuổi của vong và tuổi của trường nam để tìm ngày tốt. Sau khi chọn được ngày bốc mộ, cũng phải chọn xem giờ bốc mộ, nhưng phải làm vào ban đêm hoặc sáng sớm khi không có ánh sáng mặt trời, tránh cho xương cốt gặp ánh sáng mặt trời sẽ bị đen, bị hỏng. Chúng tôi xin trích Việt Nam Phong Tục của Phan Kế Bính, trang 39. Người mất sau 3 năm đoạn tang rồi, hoặc một vài năm nữa thì con cái lo việc cải táng. Trước hôm cải táng làm lễ cáo từ đường, đến hôm cải táng lại làm lễ khấn thổ công chỗ để mà mới táng. Trước hết khai mả, nhặt lấy xương xếp vào một cái tiểu sành, rầy nước vang vào rồi che đậy thật kín, không cho ánh sáng mặt trời lọt vào được. Nhà phú quý thì dùng quan quách liệm như khi hung táng, đoạn đem cải táng sang đất khác, còn quan tài cũ nát thì bỏ đi. Tốt thì về đem dùng hoặc làm cầu, hoặc làm chuồng trâu chuồng ngựa để trâu ngựa đứng cho khỏi sâu chân. Tục lại tin rằng thế ai đau nhức thì lấy mảnh ván thộ, tức là mảnh ván quan tài nát, đốt lên để gầm giường mà nằm thì khỏi đau tức. Cải táng thì có nhiều cớ. Một là vì nhà nghèo, khi cha mẹ mất không có tiền lo liệu, vua tạo một cỗ ván xấu, đợi xong 3 năm thì cải táng, sợ ván hư nát thì hại đến di hài. Hai là vì chỗ đất mối kiếm, nước lụt thì cải táng. Ba là vì các nhà địa lý thấy chỗ mả vô cớ mà sụt đất, hay cây cối ở trên mả tự nhiên khô héo, hoặc ở trong nhà có kẻ dâm loạn điên cuồng, hoặc trong nhà ốm đau lùng khùng, hoặc trong nhà có kẻ nghịch ngợm sinh ra kiện tụng lôi thôi, thì cho là tại đất mà cải táng. Bốn là những người muốn cầu công danh phú quý, nhờ thầy địa lý tìm chỗ cát địa mà cải táng. Lại có người thầy nhà khác phát đạt, đem mả nhà mình mai táng gần vào chỗ mả nhà kia để được hưởng dư huệ. Trong khi cải táng, tục lại có ba điều là tường thụy, tức là mả phát tốt đẹp mà không cải táng. Một là khi đào đất thấy con rắn vàng thì cho là long xà khí vật. Hai là khi mở quan tài ra thấy có dây tơ hồng quấn quýt thì cho là đất kết. Ba là hơi đất chỗ đã ấm áp, trong huyệt khô ráo không có nước, hay nước đóng giọt lại như sữa đều là tốt. Khi nào gặp như thế thì phải lập tức lấp lại ngay.